Xin chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Trang. Hôm nay cô đại diện cho phòng giáo dục và đào tạo Khói Châu, đơn vị trường trung học cơ sở thị trấn Khói Châu, thủ huyện Khói Châu, tỉnh Hương Yên, sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về lịch sử chín thông qua tiết 24, bài 20, cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939. Nội dung bài học của chúng ta có 3 phần một Tình hình thế giới và trong nước 2. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ 3. Ý nghĩa của phong trào Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần một lớn tình hình thế giới và trong nước Theo các em, tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936-1939? một nhỏ thế giới thế giới trong giai đoạn này có bốn nét nổi bật chính sau một khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 1933 làm cho mâu thuẫn xã hội trong các nước tư bản thêm sâu sắc đây là hình ảnh minh họa cho cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 1933 hai Để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, giai cấp tư sản ở những nước đã thiết lập chế độ độc tài phát xít. Vì vậy, chủ nghĩa phát xít ra đời đe dọa an ninh loài người, đứng đầu là các nước Đức, Ý, Nhật. Đứng trước nguy cơ đó, vào tháng 7 năm 1935, Đại hội lần thứ 7 của Quốc tế Cộng sản đã họp tại Moscow và xác định một kẻ thù nguy hiểm và trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít. Hai, Đại hội đề ra chủ trương thành lập mặt trận nhân dân ở các nước để thực hiện nhiệm vụ chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh. Đây là hình ảnh minh họa cho quang cảnh đại hội lần thứ 7 của quốc tế cộng sản họp tại Moscow. Tiếp theo, đây là hình ảnh của đồng chí Lê Hồng Phong, người đại diện cho đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương dẫn đầu tham dự đại hội. Thứ tư năm 1936, mặt trận nhân dân Pháp do Đảng Cộng sản Pháp làm nòng cốt lên nắm chính quyền đã thực hiện một số chính sách tự do dân chủ cho các nước thuộc địa trong đó có Việt Nam. Hai, tình hình trong nước Khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã tác động sâu sắc đến mọi sai cấp và tầng lớp trong xã hội Việt Nam. Nó không chỉ tác động đến đời sống của các sai cấp và tầng lớp nhân dân lao động mà nó còn tác động đến những nhà tư sản, địa chủ hạng vừa và nhỏ. Trong khi đó, bọn cầm quyền phản động ở Đông Dương vẫn thi hành chính sách bóc lột vơ vét khủng bố đàn áp phong trào cách mạng. Như vậy, tình hình thế giới và trong nước đã tác động rất lớn đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1936 đến năm 1939. Vậy trước tình hình đó, Đảng ta đã đưa ra những chủ trương gì và các phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân trong giai đoạn này diễn ra ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ. Một chủ trương của Đảng. Căn cứ vào tình hình cụ thể và tiếp thu đường lối của quốc tế cộng sản, Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhận định thứ nhất, kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương đó là bọn phản động Pháp cùng bé lũ tay sai. Thứ hai, Đảng đưa ra nhiệm vụ chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình. Chủ trương thành lập mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương, sau đổi thành mặt trận dân chủ Đông Dương. Hình thức và phương pháp đấu tranh, hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai. Qua đây, các em có nhận xét gì về chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn này? đúng đắn, kịp thời, sáng suốt. hai Phong trào đấu tranh Trong giai đoạn này có bốn phong trào đấu tranh tiêu biểu một Phong trào Đông Dương Đại hội Thế nào là phong trào Đông Dương Đại hội? Phong trào này diễn ra như thế nào? Thì vào năm 1936, khi mà được tin chính phủ, nhân dân Pháp sắp cử một phái đoàn sang điều tra tình hình ở các nước thuộc địa, đảng đã phát động phong trào đấu tranh công khai rộng lớn, mở đầu là cuộc vận động lập ủy ban trừ bị Đông Dương Đại hội nhằm thu thập nguyện vọng của quần chúng tiến tới triệu tập Đông Dương Đại hội. 2. Phong trào đón phái viên chính phủ và toàn quyền mới của xứ Đông Dương Đầu năm 1937, phái viên chính phủ Pháp Goda sang điều tra tình Đông Dương và Brevier nhận chức toàn quyền Đông Dương, đoàn biểu tình đã đưa yêu sách đòi quyền lợi cho mình. 3. Phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân và các tầng lớp khác diễn ra mạnh mẽ, sôi nổi, đặc biệt là phong trào đấu tranh của công nhân, công ty than hòn gai ở Quảng Ninh vào tháng 11 năm 1936. Phong trào đấu tranh của công nhân xe lửa trường thi ở Vinh vào tháng 7 năm 1937. Nhất là phong trào đấu tranh nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm 1938 tại khu đấu xảo của Hà Nội phong trào đã diễn ra một cuộc meeting khổng lồ của 2,5 vạn người. Họ hô vang các khẩu hiệu đòi tự do, lập hội ái hữu, nghiệp đoàn, đòi thi hành triệt để luật lao động, đòi giảm thuế, chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ hòa bình và chống nạn sinh hoạt cắt đỏ. 4. Phong trào báo chí tiến bộ Ở trong giai đoạn này, nhiều tờ báo công khai của đảng được ra đời như tiền phong, dân chúng, lao động, tin tức, nhanh lúa. Về hình thức đấu tranh, nhiều cuộc bãi công mít tinh, biểu tình, bãi khóa, bãi thị, hội họp, diễn thuyết, đưa dân nguyện, dùng báo chí đấu tranh. Về mục tiêu đấu tranh, đòi tăng lương giảm sở làm, thi hành luật lao động, chống đánh đập, chống đuổi thợ, chia lại ruộng đất, giảm tô, giảm thuế, ban bố các quyền tự do dân chủ, thả tự do cho tù chính trị. Qua phong trào dân chủ 1936-1939, em có nhận xét gì về phong trào? Phong trào diễn ra với quy mô lớn, hình thức đa dạng, phong phú, mục tiêu rõ nét, không chỉ đòi quyền lợi về kinh tế mà còn đòi quyền lợi về mặt chính trị. Chính vì vậy mà phong trào có ý nghĩa to lớn, Vậy phong trào có ý nghĩa to lớn như thế nào? Các bạn sẽ cùng theo dõi tiếp phần 3 lớn ý nghĩa của phong trào. Phong trào có những ý nghĩa sau là phong trào dân tộc dân chủ, rộng lớn, uy tín của đảng được nâng cao. 2. Đào tạo được đội ngũ cán bộ chuẩn bị cho cách mạng tháng 8. 3. Là cuộc tập dượt thứ hai cho cách mạng tháng 8.

nhiệm vụ trong giai đoạn 1930 1931 chống đế quốc giành độc lập chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày trong giai đoạn 36 39 chống phát xít chống chiến tranh chống thực dân phản động và tay sai đòi tự do dân chủ cơm áo hòa bình mặt trận trong giai đoạn 1930 1931 bước đầu thực hiện liên minh công nông năm 1936 1939 thì đã có mặt trận đó là mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương. Về hình thức và phương pháp đấu tranh trong giai đoạn 1930-1931, bí mật bất hợp pháp, bạo động vũ trang như bãi công chuyển sang biểu tình vũ trang năm 1936-1939, hợp pháp nửa hợp pháp, công khai nửa công khai. Lực lượng tham gia trong giai đoạn 1930-1931 là công nhân, nông dân, nhưng sang giai đoạn 1936-1939 bao gồm đông đảo các tầng lớp giai cấp trong xã hội đều tham gia không phân biệt thành phần giai cấp bài học đến đây là hết cảm ơn các em đã theo dõi hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo